các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp thứ 129 của kênh công nghệ TND. Vâng, thưa các bạn, lại một tuần mới rồi và chúng ta sẽ có rất nhiều việc để làm trong tuần này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Khánh. Vâng, xin chào các bạn. Câu hỏi đầu tiên thì bạn có hỏi: cho em hỏi là em học công nghệ thông tin thì mua MacBook Air 2018 thì có được không ạ? Anh tư vấn cho Khánh như này nhá. Thứ nhất là phiên bản MacBook Air 2018 thì nó tối ưu chủ yếu cho dân văn phòng, cũng như các bạn có thể lập trình ABC bình thường. Nếu như em sử dụng một chút về đồ họa cũng như các ứng dụng mà nó nặng hơn một chút thì MacBook Air nó sẽ không đáp ứng tốt, thì em cân đối trước khi em mua sản phẩm. Còn với anh thì MacBook Air nó một sản phẩm rất tốt cho business, có nghĩa là nôm na là những cái công việc chủ yếu là văn phòng thôi, tra cứu thông tin hoặc là vào các phần mềm đồ họa mức kiểu cơ bản nhẹ nhàng, hoặc là shop hoặc là CAD thì vẫn có thể sử dụng con Mac Air này. Còn nếu mà em xác định một chiếc máy có cấu hình khỏe thì lên mua dòng MacBook Pro, nó sẽ có cấu hình tốt hơn. MacBook Pro ví dụ các phiên bản 28, 29 thì cái mức đầu tư của em nó cũng tương đối là lớn. Còn nếu mà phiên bản rẻ nhất của nó đó là con MPX Q2, phiên bản 2017. Nếu mà máy mới bây giờ nó khoảng 28 triệu, còn máy cũ nó khoảng 24 triệu rưỡi. Nhưng mà sẽ có một cái cấu hình tốt hơn so với phiên bản MacBook Air. Đó là ví dụ như là anh đã từng test thực tế nhá. Ví dụ như con 2016 đi, test với con Mac Air 2018 nó vẫn thắng được 5% hiệu năng. Nếu như con 2017 mà test với con Mac Air 2018 vẫn thắng được 20% hiệu năng. Đó, thì em cân đối trước khi em mua sản phẩm em nhé. Vâng, cảm ơn câu hỏi đầu tiên của bạn. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Hoài Nam. Anh ơi, cho em hỏi con Lenovo L340 gaming dùng để học tập chơi game nhẹ như LOL, FIFA 4 thì có đáp ứng lâu dài không ạ? Thực sự là dạo này thì có vẻ là Lenovo lên ngôi rất là mạnh. Chính vì thế là ngày nào anh có các câu hỏi về Lenovo. Thực tế mà nói thì con này trang bị cấu hình tương đối tốt và cảm hình của nó đó là GTX 1050 với dung lượng 3GB. Nếu sử dụng trong lập trình thì em cứ thoải mái dùng, bởi vì lập trình thì nó lại không yêu cầu cả màn hình, mà chủ yếu đó là CPU và RAM. RAM chỉ cần 8GB và CPU này là khỏe rồi, cộng thêm cái SSD nữa là chạy vù vù. Còn với con cảm hình GTX 1050 3GB thì em có thể chiến các tựa game mà Liên Minh Huyền Thoại như của em đang chơi max setting luôn, thoải mái em nhé. Thậm chí có thể bắn PUBG ở mức setting anh cho là cài đặt khoảng trung bình, sẽ có mức FPS tầm khoảng 60 đến 70 em ạ, nhé em nhé. Và câu hỏi tiếp theo gửi đến chương trình là của bạn Đức Nguyễn. Anh ơi, anh có thể so sánh giúp em chiếc ThinkPad T450S và chiếc Dell Latitude 7450 về pin, màn hình, hiệu năng vận hành được không ạ? Thực tế mà nói thì cả hai chiếc máy này nó cạnh tranh trực tiếp với nhau. Thứ nhất là ThinkPad thì nó vẫn trang bị đó là CPU đầy lăng, nhưng mà ThinkPad với Dell thì nó là hai đối thủ không đội trời chung. Nếu như anh so sánh về màn hình thì anh nghĩ là hai chiếc máy này có màn hình, nếu mà em chọn bản Full HD IPS thì nó là giống nhau này. Thứ lượng pin thì anh có luôn ThinkPad chắc chắn tốt hơn, bởi vì máy của nó sẽ hỗ trợ. Thường là dòng ThinkPad pin nó rất là khỏe, cứ nói thẳng với nhau là như vậy. Và điểm mạnh của ThinkPad đó là khả năng nhập liệu của bàn phím, nó chắc chắn nó có tốt hơn con Dell Latitude 7450. 7450 nó cũng dùng tốt, nhưng mà cả hai ngôn ngữ thiết kế của hai cái máy thì nó hơi khác một chút. Ví dụ ThinkPad nó có ngôn ngữ đó là vuông thành sắc cạnh và nó sẽ hơi hướng nam giới một chút. Còn 7450 thì nó thiết kế mềm mại hơn và có một cái led gì đó nó nhìn nôm na là nó hiện đại hơn so với con T450. Còn nếu như em là nam giới thì anh khuyên em nên chọn T450, anh nghĩ là sẽ hơn. Trong cái công việc của em đó là kinh doanh, văn phòng mà em hay làm việc về đêm hay là gõ phím nhiều thì ThinkPad T450 nó sẽ hơn trong trường hợp của em nhá. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn Đức Nguyễn. Câu hỏi tiếp theo của chương trình là của bạn Gia Cát Nam. Anh ơi, em đang phân vân giữa chiếc Dell 5577 và MSI GF63 thì không biết chọn con nào và cả hai đều là bản i5 ạ? Anh phân tích một chút về cấu hình. Thứ nhất là Dell 5577 sử dụng dòng CPU đời 7 thì chắc chắn là thua với con GF63 đời 8 rồi. Đời 8 con GF63 như cửa hàng anh đang có phiên bản là 1050 thì là 4GB. Nếu như được tích hợp 1050 Ti thì chắc chắn nó sẽ khỏe hơn con 5577. Và nếu mà CPU khỏe hơn thì chắc chắn nó sẽ hơn. Nhưng em chú ý thì hai cái máy này sẽ có hai ngôn ngữ khác nhau. GF63 thì với một cái viền màn hình mỏng, trọng lượng của máy nó chỉ có 2kg thôi. Về lý thuyết, nếu mà em di chuyển đi lại mà làm các công việc văn phòng thì GF63 nó sẽ hơn trong trường hợp này, bởi vì máy có thiết kế mới, cấu hình cao hơn. Nếu như cái độ trâu, độ bò thì có thể là 5577 nó sẽ tốt hơn, bởi vì nó sẽ có hai quạt tản nhiệt. Và hai quạt tản nhiệt thì dù gì chiếc máy 5577 nó cũng dày hơn thì có lẽ là sẽ tản nhiệt tốt hơn so với con GF63 chỉ có một quạt tản nhiệt. Nhưng nếu mà em thường xuyên di chuyển đi lại thì theo anh GF63 sẽ hơn. Còn là thích cái độ trâu của phiên bản 5577 thì anh nghĩ 5577 nó sẽ hơn, khả năng tản nhiệt tốt. Nhưng anh nói, anh nhắc trước em là cấu hình của 5577 là thấp hơn GF63 cùng phân khúc tầm tiền em nhé. Và câu hỏi của bạn Vũ Phương. Chào anh tư vấn cho em một chiếc máy tầm 17 triệu, nhu cầu của em sử dụng cơ khí 3D như CAD, có ổ SSD và HDD, màn hình 17 inch thì càng tốt ạ, và viền màn hình mỏng một chút ạ.
Em ơi, hình như anh cũng có trả lời câu hỏi này của em trên YouTube bằng bằng tin nhắn. Thế em là nếu mà màn hình 17 inch thì anh nói luôn là chả có con nào viền bỏng. Có mỗi cái con đó là con HP Envy. Thì anh gửi cho em những trong phân khúc màn hình 17 nhưng chạy chip U và có cả màn hình rời. Thì nó lại viền màn hình, nó không mỏng. Đã chấp nhận dùng dòng 17 thì đại đa số đây là những dòng chuyên nghiệp chơi game và làm đồ họa. Chính vì thế là cái trọng lượng của máy nó cũng tương đối là nặng em ạ. Nếu như trong cái phân khúc của em để làm đồ họa tốt với công việc của em thì có lẽ là con Pro Edition M6008 là ngon lành nhất, nhưng em lưu ý là trọng lượng con máy này cả sạc 5kg thì có vẻ nó hơi nặng một chút đấy em ạ. Còn thực ra nếu mà kép thì xốp thì những chiếc máy thông thường nó hoàn toàn làm được, thì anh nghĩ là nên chọn cái phân khúc màn hình 15.6 inch nó sẽ hơn. Ví dụ như em thích nhẹ thì có lẽ là công việc của em thì sẽ có con ThinkPad W510 là cái con ngon lành nhất trong cái phân khúc của em, màn hình 3K rất đẹp luôn, nó giá nó chỉ hơn 16 triệu thôi. Còn nếu mà thích viền mỏng thì có lẽ là con Dell Inspiron 7560, con này có viền màn hình mỏng, vỏ nhôm, trang bị phiên bản i7. Như anh đang bán mới nó chỉ có hơn 18 triệu thôi. Còn nếu mà bán kiểu dùng rồi thì nó khoảng 16 triệu rưỡi. Nhưng mà với những con máy chip U thì nó làm đồ họa cũng không tốt, mặc dù két xốp có thể làm được. Nhưng mà ví dụ làm đồ họa chuyên nghiệp thì nó sẽ không đáp ứng tốt bằng những cái con chip MQ hay chip là thế hệ mới là chip HQ. Còn nếu mà tầm tiền của em mua gaming thì anh nghĩ nó rất là khỏe. Gaming tầm màn hình 15.6 inch thì có Dell 5577 được trang bị như i5 hoặc i7. i7 của nó là 7700HQ và cảm hình là GTX 1050 thì nó rất là khỏe mà, thì em cân đối trước khi em mua em nhé. Và câu hỏi của bạn Đức Lê, anh ơi sinh viên đồ họa năm nhất thì nên mua laptop nào? Từ giá 23 triệu đến 25 triệu ạ. Sinh viên thì anh cứ khuyên các em như này, nếu cái công việc thông thường kể cả đồ họa hay chơi game thì anh thấy là sinh viên đại đa số thì vừa chơi game mà vọc vạch đồ họa rất là nhiều. Nếu để rẻ giá thành thì chỉ có các dòng máy gaming, nó sẽ đáp ứng cho các em rất tốt. Gaming thì thường trong tiêu chuẩn của em thì em sẽ mua được ví dụ như Dell G3 hoặc Dell G5, G7, trong tầm tiền của em là đều có thể mua được. Nó trang bị đó là chip i5, i5 hoặc i7 đời 8 và RAM 8GB SSD có rồi, màn hình là Full HD IPS. Những chiếc máy này ưu điểm của nó là trâu bò về đồ họa cũng như gaming chơi rất là sướng. Còn nếu mà thực sự em muốn những chiếc máy mà có cái độ bền bỉ di chuyển đi lại mà làm cho công việc mà đồ họa mô phỏng chẳng hạn thì em cân đối trước khi công việc của em. Thì em sẽ chọn máy chạm. Máy chạm thì em phải chấp nhận là giá của nó rất đắt. Trong cái tầm tiền của em chỉ mua được những chiếc máy mà đã qua sử dụng rồi. Chủ yếu là chạy CPU đời 6820 và cảm hình nó kèm theo máy đó là M1000 và M2000, đây là dòng cặp Quốc Rô, sẽ hỗ trợ cho em trong việc đồ họa mô phỏng cũng như là render 3D thì nó sẽ tốt hơn em ạ. Em nhá, cân đối trước khi em mua. Và một câu hỏi nữa là khá dài, cùng kèm một lời chúc là chúc anh có một ngày làm việc thật vui vẻ của bạn Xuân Hào Lê. Anh ơi, em muốn mua một chiếc laptop dùng để lập trình từ 4 đến 5 năm, đại học, và con ThinkPad T450S RAM 8GB màn hình Full HD SSD giá 10 triệu. Rồi sau này ra trường em sẽ mua MacBook giá khoảng 30 triệu dùng lâu dài mà có dùng được khoảng 10 năm không ạ? Và mẹ em thì lại muốn mua một chiếc máy khoảng 20 triệu dùng đến khi đi làm, nhưng mà em sợ dùng 4 đến 5 năm thì lại phải thay máy khác, thì em đang phân vân không biết là như thế nào ạ? Thực tế thì anh sẽ trả lời cho em một câu rất chân thành. Đó là nếu em còn đang đi học thì hãy phấn đấu những cái công việc học tập thật tốt. Anh nghĩ trong trường hợp này thì anh không khuyên em mua những chiếc máy nhiều tiền, mà em hãy mua cho anh con T450S học lập trình, anh nghĩ là đầy đủ cho em sẽ trong từ khoảng 3 đến 4 năm. Tại vì sao em lại khuyên T450? Thứ nhất, tiền sẽ được dùng trong nhiều việc. Bản thân em là người đang đi học, nếu thực sự em cố gắng và nếu thực sự em có năng lực thì 3 năm sau thì chắc chắn em không bao giờ phải xin tiền bố mẹ. Với anh thì kể cả các bạn học sinh sinh viên, kể cả như Quyết đây, mặc dù là em rất ít tuổi nhưng vừa đi làm vừa đi học, ít nhất là không phải ngửa tay xin tiền bố mẹ. Anh nghĩ là như thế nó sẽ hơn. Chứ tầm 30 triệu hay 40 triệu đi chăng nữa thì em phải nhớ rằng đây là công nghệ, nó ra rất là nhiều và không ai dùng một chiếc máy đến tận 15 như em nói cả. Anh nói thực sự là 15 nó quên lãng, công nghệ nó rất là nhanh. Có thể hôm nay một cái máy của bạn 30 triệu rất oai, rất khủng, nhưng sang năm sau thì cái mặt bằng công nghệ nó đã tụt xuống chỉ còn 20 triệu thôi. Đó, thì em cân đối trước khi em mua sản phẩm. Với anh khuyên em trong trường hợp này thì lên đầu tư từ từ, đó là T450S thôi, tầm 10 triệu, cứ dùng khoảng 3 năm. Sau đó thì em sẽ nâng cấp mua một chiếc máy mới sau khi chúng ta có công ăn việc làm và khi em có kinh nghiệm, có tiền rồi. Thì nó thực sự nói câu một rất là vui thôi, có tiền mới làm phiền được thiên hạ em ạ. Chứ còn nếu mà chưa có thì em ngồi cứ cân đo đong đếm dùng 5 đến 15 năm như thế là làm gì. Còn với một chiếc máy như anh khẳng định anh bán với em, tư vấn với khách cũng chỉ 3 đến 5 năm thôi, kể cả máy 6-70 triệu luôn. Không lên nhìn cái thời gian quá xa bởi vì thời gian nó thay đổi rất là nhiều em ạ. Chúc em thành công nha em nhé. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi tiếp theo là của bạn Hải Thanh. Anh tư vấn cho em một chiếc máy dùng lập trình và làm đồ họa 3D, nặng, máy to không quan trọng, tầm giá khoảng 35 triệu đổ lại ạ. 35 triệu. Anh nghĩ là trong tầm này nếu mà đồ họa 3D thì em chọn cho anh ngay chiếc đó là Dell Pro Edison 7710.
Trong tầm tiền của em nó sẽ trang bị nó là i7-6820, RAM 16GB và camera hình kèm theo máy đó là Quad Pro, và nó sẽ là M3000M với dung lượng 4GB, màn hình Full HD. Nếu như để làm tốt công việc của em thì anh nghĩ là sẽ là 3516 sẽ đủ trong tầm tiền của em. Nó sẽ giá khoảng 34 triệu cho cái cấu hình vừa rồi anh báo. Còn nếu mà nhỉnh hơn một chút thì em có thể mua phiên bản M4000, màn hình 4K chẳng hạn, thì nó sẽ có giá khoảng 39 triệu. Ngoài ra thì em sẽ có các phiên bản như là các dòng máy gaming. Gaming rất khỏe luôn nhưng lại sử dụng dòng card GTX vẫn có thể đáp ứng tốt công việc của em. Các dòng máy màn hình 17 inch bao gồm Dell Alienware. Alienware giúp tầm tiền của em thì em sẽ mua được con i7-7700, RAM 16GB, camera hình GTX 1070, con này 7GB, à, con này 8GB luôn, xin lỗi, 1070, 8GB cả. Nó sẽ sử dụng rất tốt trong đồ họa 3D cũng như chơi game, sẽ có giá trên thị trường đó là tầm khoảng 34 triệu rưỡi là em sẽ mua được. Còn nếu mà em chấp nhận mua máy chạm thì nói luôn với em rất là đắt. Máy chạm thì nó sẽ đắt hơn dòng máy thông thường khoảng tầm khoảng 8 đến 10 triệu thì em cân đối trước khi em mua. Còn con Alienware anh so sánh cấu hình 1070 rất khỏe luôn. Nếu mà so sánh mấy con cặp Quad Pro khoảng 4GB thì nó không thua kém đâu, thậm chí nó còn hơn. Nhưng mà dòng gaming thì bao giờ chúng ta đầu tư nó sẽ rẻ hơn em ạ. Và trọng lượng của những chiếc máy vừa rồi anh chào em thì nó sẽ có cân nặng khoảng tầm 3 cân rưỡi. Thì em cân đối trước khi em mua em nhé. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi của bạn Tabi. Em đang học y và định mua chiếc Acer Nitro 7 vì cũng rất thích chơi game giải trí như Liên Minh Huyền Thoại và PUBG. Không biết thì Acer Nitro 7 có đáp ứng để cho em học tập tốt không ạ? Thực ra cái dòng Acer thì anh nói luôn là anh cũng rất khen. Mấy năm nay nó làm máy thứ nhất là cái hệ thống tản nhiệt rất ok, cũng như cấu hình rất là ngon lành. Nhưng có một cái điểm đó là Acer ở Việt Nam thì cũng phải nhắc trước em, đó là nó tụt giá hơi khủng khiếp. Và thứ hai nữa là sau vài năm em sử dụng thì cái lớp vỏ nó là dòng giá rẻ, và họ làm vỏ để có thể xuống cấp nó sẽ nhanh hơn. Có mỗi cái điều đấy thôi. Nếu em bỏ qua được thì con Acer này rất hợp với em, và đặc biệt là cấu hình cao, giá thành rất rẻ, chơi game làm đồ họa rất ngon lành em nhá. Ngoài ra thì em trong cái tầm tiền của em thì em cứ chọn mấy con Dell hoặc là Dell hoặc HP. Trong phân khúc giá của em thì nó ít mất giá hơn mà nó giữ giá, mà những cái dòng máy kia thì cực kỳ trâu bò. Còn con Acer này nó luôn là cũng rất là ok đấy em ạ. Và câu hỏi của bạn Quý Xuân, cho em hỏi 15 triệu thì giữa dòng A của Asus và Pavilion 15 thì nên chọn dòng nào ạ? Thưa em Quý Xuân, là nếu như các dòng phân khúc ROG của Asus và Pavilion mà các dòng giá rẻ thì anh nghĩ nó cũng chỉ như nhau thôi, nó cũng không chênh lệch quá nhiều. Thực ra thì dòng Pavilion Gaming nó cũng mới gọi là khoảng 2 năm nay, anh thấy cũng khá nhiều mẫu và bản thân nhà anh bán rất nhiều. Cái ngôn ngữ thiết kế của người Mỹ và ngôn ngữ thiết kế của Asus nó sẽ khác nhau đấy em ạ. Còn nếu mà về chất lượng sản phẩm cũng như chất lượng build thì có thể mấy con Pavilion anh thấy là cái chất lượng Mỹ nó làm cái vỏ viết anh thấy nó cũng khá là cứng. Còn nếu mà hiệu năng hoạt động thực tế của nó thì anh nghĩ là như nhau. Và nếu các dòng máy trong tầm tiền của em thì nó sẽ có mấy con Pavilion mã mới đấy, anh cho là mua chỉ con như là 8300H, RAM 8GB cảm ti chẳng hạn, là như anh đang bán là 19 triệu. Còn nếu như em mua các dòng Pavilion thông thường mà cả 1050 thường mà chip đời 7 chẳng hạn thì nó chỉ có 15-16 triệu thôi. Còn nếu mấy con Asus ROG trong tầm tiền của em thì em sẽ mua được con G552VX. VX thì nó sẽ trang bị 6700 và RAM 8GB và cảm hình là GTX 950 với dung lượng 4GB màn hình Full HD, sẽ có giá khoảng 15 triệu. Nhưng mà mấy con ROG tầm tiền này thì em chú ý nó chỉ có một quạt thôi. Và nhớ là có một con GL553, con này vỏ nhôm, i7-7700 và cảm hình là 1050, sẽ có giá khoảng 17 triệu rưỡi. Thì em cân đối trước khi em lựa chọn mua sản phẩm em nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là cái câu hỏi cuối cùng của số hỏi đáp thứ 129 của kênh Công nghệ TND. Nó thực sự dạo này là bắt đầu cái công việc của vào mùa rồi, cũng thông cảm các bạn là mình nhận được quá nhiều câu hỏi và đôi khi là cũng không thể trả lời kịp được hết. Cũng như mỗi một số thì 2 ngày anh em mình sẽ biên tập được khoảng 10 đến 12 câu hỏi thôi. Còn những câu hỏi trùng ở số trước thì bọn mình sẽ không cho lên đây, là chính vì thế mọi người chú ý. Mong các bạn ủng hộ anh em mình bằng cách đó là đăng ký kênh cũng như bấm cái nút chuông bên cạnh để cập nhật những cái video mới nhất. Còn nếu mà anh em cần tư vấn, đánh giá hay là bất kỳ câu hỏi gì về laptop, MacBook cứ đặt ở bên dưới, anh em mình sẽ tổng hợp biên tập và trả lời như này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào các bạn.